Đây là trận công đài thứ 3, lô đài Mikati ghi 85 giữa tay vợt công đài Lê Thanh Tùng và đài chủ Hoàng Xuân Sơn. Xét một bắt đầu, không đều. Xe 1 đã kết thúc với lại phần thắng nghiêng về cho Hoàng Xuân Sơn và giờ sẽ đến thứ 2.